Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em tiếp tục theo dõi tiếng Việt lớp 4 tập làm văn tả cây hoa giấy. Dàn ý tả cây hoa giấy. Mở bài. Trước cửa nhà dì Mai em có một dàn hoa giấy thật là đẹp. Dàn cây hoa giấy được dì chăm chút rất cẩn thận. Cứ mỗi khi sang nhà dì chơi, em lại đứng ngắm nó thật là lâu. Thân bài, tả vẻ đẹp cành hoa, lá của dàn hoa giấy. Em quan sát thấy thân của cây hoa giấy có rất nhiều gai, vỏ thân màu nâu và khá là bóng. Cành lá của dàn hoa rất tươi tốt, cành thấp cành cao chen chúc nhau mọc lên. Lá hoa sấy màu xanh đậm, hao hao giống hình trái tim. Dàn hoa này có tới 3 màu hoa, màu trắng, màu hồng và màu đỏ. Những bông hoa sấy có màu trắng như những chiếc đèn lồng tinh khôi trên nền lá xanh. Cánh hoa rất mỏng, có cảm giác có thể nhìn xuyên qua được. Những bông hoa màu phớt hồng nhìn vô cùng nữ tính. Màu sắc này khi đứng cạnh màu trắng tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Còn lại là những bông hoa giấy màu đỏ tím. Đó là sự pha trộn rất hài hòa giữa màu sắc khác để tạo nổi bật lên sắc tím đỏ ấy. Tác dụng, dàn hoa giấy đã làm cho nhà dì em tươi mát và đẹp đẽ hơn. Kết bài, em cũng rất muốn có một dàn hoa đẹp như vậy. Em sẽ nhờ dì chia cành và hướng dẫn cách trồng để mang về trồng tại nhà mình. Tả cây hoa giấy mẫu 1. Mỗi loài hoa đều hấp dẫn con người bởi những nét đẹp đặc biệt riêng. Hoa đào hấp dẫn lòng ta bởi cánh hoa phơn phớt hồng. Nó là nhớ đến Tết miền Bắc. Nói đến cây mai vàng là mọi người nhớ đến ngay cái Tết phương Nam. Và với tôi rất ấn tượng và thích thú với dàn hoa giấy. Nhà tôi cũng có một dàn hoa giấy so chính bàn tay. Hoa giấy do chính bàn tay của bố tôi trồng đấy. Dàn hoa giấy ấy được bố tôi kỳ công chăm sóc và nuôi trồng biết bao. Bố tôi đã kỳ công chuẩn bị dàn và kỳ công miệt mài nuôi dưỡng nó để rồi có được một dàn hoa giấy chừng 2 mét mà ai đến nhà tôi chơi cũng khen bố khéo tay. Và dàn hoa giấy trông thật nổi bật. Bắt mắt và đẹp biết bao. Tôi quan sát thấy thân cây có màu nâu, bóng và khá chắc. Từ thân cây ấy có bao nhiêu là cành leo lên. Những chiếc lá hoa thì có màu xanh đậm hình trái tim. Ấn tượng mãi trong lòng người. Ấy là những bông hoa sấy rất mỏng mà rất dai, đúng như tên gọi với nét đẹp đặc trưng của nó. Hoa sấy nhà tôi có nhiều màu hồng đậm chen chúc với những chiếc lá xanh kia tạo nên một sắc màu thật ấn tượng. Nhìn từ gần hai xuống thì nhìn từ tầng hai xuống thì dàn hoa giấy cứ như là tấm thảm hoa khổng lồ đang rung rinh trong nắng, vui đùa, trêu ghẹo cùng chị gió. Với tôi, dàn hoa giấy ấy thật giống như một cô thiếu nữ đang khoác trên mình chiếc váy hoa thật nổi bật, thật duyên dáng, yểu điệu làm sao. Đặc biệt là vào những đêm trăng sáng hay những ngày có nắng, ánh trăng hay ánh nắng xuyên qua những kẽ lá
tạo thành bóng in xuống sân trông mới thật tuyệt diệu. Mỗi khi có cơn gió trôi qua, những cánh hoa giấy lại xào xạc rơi rất nhẹ xuống mặt đất, khiến sân nhà tôi như phát trên mình một tấm áo mới. Dưới dàn hoa giấy ấy, chị em tôi đã cùng nhau vui chơi, nô đùa. Dưới dàn hoa ấy, mẹ tôi đã kể cho chúng tôi nghe bao câu chuyện cổ tích. Cánh hoa rơi xuống tóc mẹ, mang theo cả dấu vết của bàn tay bố trồng vào tâm trinh trí, vào trái tim tôi. Dàn hoa giấy gắn liền với tuổi thơ tôi và cả sau này nữa. Tôi sẽ mãi yêu dàn hoa giấy mà bố tôi chăm sóc. Hoa giấy sẽ mãi là loại hoa tôi yêu thích. Sau này khi lớn lên, tôi sẽ tự rơi trồng một dàn hoa giấy và tự tay chăm sóc. Tả cây hoa giấy mẫu 2. Với em, có lẽ ngôi nhà thân thương của mình là đẹp nhất. Sẽ chẳng có cảnh đẹp nào sánh bằng. Nơi đó đẹp bởi tình thương đầy ắp của các thành viên, bởi những kỷ niệm đông đầy theo suốt cuộc đời. Ngôi nhà tổ ấm của em còn đẹp bởi sự trang trí khéo léo. Trong đó sàn hoa giấy đã làm nổi bật hơn những vẻ đẹp giản dị, đơn sơ của ngôi nhà mà nơi vùng quê thanh bình yên ả. Dàn hoa giấy được trồng ở cổng vào. Nghe ông em kể thì chính tay ông đã trồng. Đến nay cây cũng được đến gần 10 tuổi. Cây mọc xum xuê trùm lên một góc sân, cao khoảng 5-6 mét. Ông em bắt một cái sàn to để cây leo lên, tạo bóng râm mát cho cả một khoảng sân rộng. Mỗi buổi chiều hè, dưới bóng râm của dàn hoa giấy, bọn trẻ con chúng em lại cùng nhau nô đùa vui vẻ. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng để nuôi cây. Thân cây hoa giấy không quá to, chỉ bằng cổ tay người lớn. Nó khoác lên mình tấm áo màu nâu, không xù xì mà khá mịn. Cành cây cứ mọc lan ra theo cái dàn, rồi đâm ra tứ phía để đón nắng, đón gió. Càng lên cao, cành càng nhỏ lại, dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Ở nơi đó mọc ra biết bao chiếc gai nhọn quắc, nó như vũ khí hữu hiệu để bảo vệ sắc đẹp của một loài hoa sang trọng. Lá hoa giấy mọc xum xuê, nó không to như lá bàng, lá mít, mà nhỏ nhỏ như hình trái tim màu xanh nghé mát. Trên nền lá xanh tươi đầy sức sống ấy là cả một thảm hoa giấy đẹp đến nao lòng. Cây hoa giấy nhà em có hai loại, màu trắng và màu hồng. Cánh hoa giấy mỏng tang, tưởng như có thể nhìn xuyên thấu. Mỗi bông hoa giấy gồm ba cánh hoa ốp vào nhau, che đi cái nhị vàng rực rỡ. Hoa giấy trắng có một màu trắng tinh khôi như những chiếc đèn lồng khổng lồ, xinh giữa màu xanh bát ngát. Những bông hoa màu hồng lại rất hài hòa với màu trắng, một vẻ đẹp đầy nữ tính. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, vài bông hoa lại lìa cành, nhẹ nhàng nương theo làn gió thanh mà đáp xuống đất. Để cây luôn xanh tốt thì cần đến bàn tay chăm sóc của con người. Chiều nào cũng vậy, em cũng cùng ông nội xách nước tưới cho cây, thỉnh thoảng thì bón thêm phân để cây có đủ chất dinh dưỡng. Em và mọi người trong nhà đều rất quý và thích dàn hoa giấy. Vì thế mà em luôn tự nhủ với lòng, mình sẽ chăm sóc nó thật tốt để dàn hoa giấy sẽ mãi mãi tô điểm cho ngôi nhà.